Hiện trường vụ án là một người phụ nữ nằm mất mạng trên giường. Khám nghiệm nạn nhân, lực lượng chức năng tìm thấy 5 vết tác động bằng dao nhọn vào vùng ngực, cổ và tay. Ngày 17 tháng 2, ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang xác nhận và cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng tại một nhà nghỉ ở thôn Trung Đồng. Bước đầu xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị B, sinh năm 1982, ở thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, chính quyền địa phương nhận được tin báo tại một phòng trong nhà nghỉ ở thôn Trung Đồng, xã Đức Thắng xảy ra án mạng. Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân nằm trên giường, bị nhiều vết tác động. Gầm giường có một con dao nghi là hung khí gây án do đối tượng bỏ lại. Theo Chủ tịch UBND xã Đức Thắng, ngay khi nhận được tin báo, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường tử thi và tập trung lực lượng làm rõ vụ án. Tối ngày 16 tháng 2 năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nhận tin báo về một vụ án ở xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa. Nạn nhân là nữ giới, bị giết tại nhà nghỉ Ngọc Vi ở thôn Trung Đồng. Hiện trường vụ án khi đó gây ám ảnh cho các cán bộ làm việc tại hiện trường. Kẻ thù ác đã ra tay một cách rất tàn nhẫn. Thi thể nữ giới trên giường. Tổ cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cùng Công an huyện Hiệp Hòa ngay trong đêm ngày 16 tháng 2 đã xuống hiện trường để triển khai các công tác nghiệp vụ. Hiện trường được ghi nhận là xác một người phụ nữ nằm trên giường. Khám nghiệm nạn nhân, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều vết thương do dao nhọn gây ra, cụ thể là 5 vết đâm tại vùng ngực, cổ và tay. Tại căn phòng của nhà nghỉ, cảnh sát cũng tìm thấy một con dao nhọn dính máu, nghi là hung khí mà nghi phạm dùng để gây án rồi bỏ lại. Một cọc tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng, có một tờ tiền thật cùng mệnh giá, một chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhiều mũi trinh sát được thành lập và cử đi nhiều hướng điều tra để thu thập bằng chứng, thông tin cũng như dựng lại nhân thân nghi phạm nạn nhân. Trong đó, một tổ trinh sát đã khai thác được một số chi tiết quan trọng từ nhân viên của nhà nghỉ. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 16 tháng 2, có một người đàn ông bịt mặt đến thuê phòng nghỉ. Sau đó khoảng một tiếng, một người phụ nữ cũng đi lên trên phòng. Điều bất thường ở đây là sau khi người phụ nữ lên được một lúc thì người đàn ông đi xuống, dặn lễ tân là người phụ nữ ở cùng sẽ xuống sau và thanh toán tiền. Tuy nhiên, nhân viên không thấy người phụ nữ xuống. Khi lên kiểm tra thì nhân viên này phát hiện người phụ nữ đã bỏ mạng. Như vậy, cơ quan chức năng bước đầu đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn. Thế nhưng, để xác minh, nhận dạng và truy vết được người này không hề đơn giản. Gỡ nút thắt nhờ một tin nhắn. Theo mô tả của nhân viên nhà nghỉ, người đàn ông nghi vấn có nhận dạng rất mơ hồ khi bịt kín mặt. Nhà nghỉ này cũng không lắp đặt camera giám sát. Về phía nạn nhân, cơ quan chức năng cũng mất khoảng một thời gian để xác định danh tính, bởi người phụ nữ này không có giấy tờ tùy thân theo người. Sau đó, kết quả giám định cho biết nạn nhân là chị NTB, sinh năm 1982 ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Hướng điều tra vụ án bây giờ tập trung vào khai thác những dữ liệu từ nạn nhân. Qua quá trình trinh sát, cơ quan chức năng phát hiện có một người phụ nữ đi xe máy chở nạn nhân đến nhà nghỉ. Người phụ nữ này lập tức được triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Làm việc với người phụ nữ này, cảnh sát thu thập được một tình tiết gỡ được nút thắt trong quá trình điều tra vụ án. Theo người phụ nữ, khoảng 17 giờ ngày 16 tháng 2, chị nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung đến nhà nghỉ mà đón nó về. Lực lượng chức năng lập tức cho xác minh số điện thoại trên, xác minh người sở hữu là Tạ Văn Hiền, sinh năm 1981 ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Một tổ trinh sát ngay sau đó đi về nhà của Hiền để tiếp tục xác minh thì nhận được tin đối tượng vừa được gia đình đưa đi cấp cứu vì ngộ độc thuốc diệt cỏ, côn trùng. Tuy nhiên, điều này vô cùng trùng khớp với dữ liệu mà cơ quan chuyên môn thu thập được tại hiện trường là có một chai thuốc bảo vệ thực vật. Hiền được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Sau khoảng 3 ngày điều trị tích cực, đối tượng đã qua cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe. Ngày 22 tháng 2, Công an tỉnh Bắc Giang đưa Tạ Văn Hiền về trụ sở điều tra để khai thác về vụ án. Lúc này, sự thật được đưa ra ánh sáng. Tại trụ sở cảnh sát, Hiền bật khóc, khai nhận hành vi sát hại chị B. Hiền cho biết hắn ta rất ân hận và tiết lộ từng có mối quan hệ tình cảm sâu đậm với nạn nhân. Đối tượng cho rằng đã hy sinh rất nhiều cho chị B, nhưng vì tình cảm, tiền bạc mà mâu thuẫn xảy ra dẫn đến vụ án mạng.
Theo lời khai của Hiền, đối tượng và chị B quen nhau vào năm 2016. Khi đó cả hai cùng kinh doanh thịt lợn, chị B nhập thịt từ Hiền để bán. Đôi nam nữ này sau đó nảy sinh tình cảm yêu đương. Trong 2 năm sau đó, Hiền và chị P giữ mối quan hệ thân mật. Hiền từng nhiều lần cho bạn gái nợ tiền nhập hàng với tổng tiền khoảng 250 triệu đồng. Đầu tháng 2 năm 2020, đối tượng có việc gia đình nên đề nghị người tình thanh toán tiền nợ nhưng chị P không trả. Mâu thuẫn bắt nguồn từ đây. Trong một lần gặp nhau tại quán nước, chị P đã đập hỏng điện thoại của Hiền khiến đối tượng nảy sinh nghi ngờ chị P lợi dụng hắn ta lừa gạt tình cảm và tiền bạc. Quanh quẩn trong suy nghĩ này, Hiền mất dần lý trí và lên kế hoạch trả thù chị B. Hắn ta dụ nạn nhân bằng một cọc tiền âm phủ. Hiền đi mua tập tiền mệnh giá 200.000 đồng, rồi để hai tờ tiền thật lên trên, chụp ảnh gửi cho chị B, kèm lời nhắn sẽ cho bạn gái 20 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Hiền hẹn chị B đến nhà nghỉ Ngọc Vy. Trước khi đến, đối tượng chuẩn bị một con dao và một lọ thuốc diệt côn trùng. Hiền đến nhà nghỉ trước và đợi nạn nhân. Ngay khi chị B vào phòng nghỉ, đối tượng xô ngã chị P rồi dùng dao tác động nhiều nhát vào người bạn gái khiến nạn nhân bỏ mạng tại hiện trường. Ngay sau khi gây án, Hiền uống thuốc diệt côn trùng, hòng tự giải thoát nhưng vẫn cố gắng tự đi xe máy về nhà ở Thái Nguyên. Trên đường bỏ trốn, đối tượng thêm một lần nữa mua thuốc diệt cỏ để uống nhưng người nhà kịp đưa đi cấp cứu. Trao đổi thêm với phóng viên, ông Ngô Văn Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong cho biết, ở địa phương, Tạ Văn Hiền được đánh giá là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Hiền đã lấy vợ, có con ngoan ngoãn học giỏi, gia đình rất cơ bản. Do chịu khó, kinh tế gia đình Hiền rất khá giả. Hiền chưa có tiền án tiền sự, cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn xô xát với ai. Ở địa phương, Hiền thân thiện, được bà con lối xóm quý mến. Khi nghe tin Hiền giết người, nhiều người không thể tin nổi là sự thật, nghĩ rằng đó là một tin nhảm nhí. Ngày 1 tháng 9 năm 2020, Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Giang đưa Tạ Văn Hiền ra xét xử về tội giết người. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ. Tuy nhiên, bị cáo không có tình tiết tăng nặng, thành khẩn khai báo. Gia đình bị cáo đã chủ động bồi thường một phần thiệt hại cho đại diện nạn nhân, nên hội đồng xét xử tuyên phạt Tạ Văn Hiền 19 năm tù. Thời gian gần đây, nhiều vụ án mạng từ ghen tuông tình ái xảy ra với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Chuyên gia tâm lý đã chia sẻ nguyên nhân sâu xa và những giải pháp cần làm để tránh sự việc đau lòng này. Theo chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ án do tình ái ghen tuông. Trong các loại mâu thuẫn xảy ra trong đời sống, mâu thuẫn tình cảm thường dẫn tới hành vi quyết liệt. Cũng chính vì vậy mà tính chất vụ án rất nghiêm trọng. Thường những mâu thuẫn tình cảm tích tụ trong trạng thái tâm lý như nhục nhã, cay cú, thất vọng, ích kỷ, uất ức, cùng sự tác động từ các yếu tố khác như sự kích thích từ bên ngoài, căng thẳng, áp lực. Bởi vậy mà nhiều trường hợp đối tượng phạm tội do sự kích động, cay cú, hận thù, hành động mất kiểm soát, hành vi, quyết liệt phạm tội tới cùng nên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sâu xa hơn chính là bản thân nội tại của người gây ra án mạng. Chính bản thân họ thường có vấn đề, họ không biết cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Những cảm xúc tiêu cực tích lũy dồn nén lại đến một ngày bùng phát sẽ rất khó kiểm soát và nguy hiểm giống như nồi áp suất vậy. Khi đó, họ sẽ không còn nghe được những tiếng van cầu xung quanh. Cảm xúc không tốt đẹp như một loại rác tâm lý, giống như rác mà không đem đổ sẽ tích tụ lại tạo thành một khí không thể ngửi được. Bởi vậy, nguyên tắc khi nhận thấy có cảm xúc không tốt trong người cần tìm cách giải tỏa ngay. Ngoài ra, một phần nguyên nhân dẫn tới những vụ án mạng tình ái xảy ra ngày càng nhiều ở người ít tuổi là sự cô đơn, thiếu hụt, khiếm khuyết ngay từ bé. Khi mà còn nhỏ, không được quan tâm đời sống tinh thần, dẫn dắt vượt qua cảm xúc tiêu cực. Bởi vậy, sự quan tâm của gia đình là điều vô cùng quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.